Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8V màu đen, nội thất màu đen pha vào với be. Thì chiếc xe này được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản 1.8G giá niêm yết là 719, phiên bản 1.8V giá niêm yết là 765, còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện là 860. Thì trước mắt chúng ta đây, trong video này em xin phép giới thiệu cụ thể nội ngoại thất chiếc xe 1.8V màu đen, nội thất đen pha be. Thì ở phần đầu xe được thiết kế mới và hiện tại là xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Cái đầu thì khá là giống Camry. Cụ thể các option như sau, thì đầu tiên là cụm đèn, xe được trang bị là cụm đèn full LED này, là có logo là dạng 3D, trong đó là nó sẽ phụ trách chức năng là giữ làn đường hóa tiền va chạm. Các chức năng khác ở trong cái gói Protection, đây là đèn sương mù. Còn ngoài ra đây là cái móc kéo này là xe nhập khẩu em, khi mà cầu qua cảng biển thì để cố định xe thôi. Khi mà giao xe cho khách hàng thì em sẽ bóc hết các cái phim màu trắng này, vệ sinh nội ngoại thất, phim bảo vệ la răng, cũng như là tháo các cái móc kéo. Ở phần thân xe thì xe được trang bị là la răng phay xước, la răng phay xước đây, có kích cỡ là 17 inch. Cửa thì trang bị cửa cảm ứng đó. Cửa cảm ứng khi mà anh chị chạm vào ấy, thì cửa sẽ khóa, gương sẽ cụp lại. Và khi em đến gần xe, em đang đeo chìa khóa ở người, và khi em thò tay vào để mở cửa thì cửa sẽ tự động mở và khóa cửa, mở gương. Còn đây là phần hông xe. Hông xe thì được trang bị là đèn full LED với 4 cảm biến sau. Ngoài ra khi đứng ở phần hông xe này thì chúng ta sẽ thấy được một thông tin nữa là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu. Thì xe chỉ có tiêu thụ có 6,84 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, quá tiết kiệm cho một chiếc xe 1.8. Tiếp theo là phần nội thất, thì em sẽ giới thiệu anh chị đây là chiếc xe nội thất đen pha với be, thì sẽ có hình thức như thế này. Và ngoài ra thì anh chị còn một lựa chọn nữa là màu đen tuyền. Đây là màu, thì tất cả những cái miếng mảng da và một nhựa màu be này sẽ được chuyển hết sang màu đen và nội thất sẽ là full đen. Ghế lái, hàng ghế thứ hai, trần xe thì cũng được sơn màu be cùng với cái màu ghế. Em để máy lên cho anh chị xem. Ở phiên bản này cũng như là phiên bản xăng điện sẽ được trang bị là cái đồng hồ tablo rất là lớn, LCD lớn, và hai đồng hồ hiển thị ở hai bên nữa. Đèn thì được trang bị là đèn tự động rồi này. Gạt mưa cũng tự động luôn, gạt mưa cũng là tự động. Rồi vô lăng rất nhiều là phím. Đây là cái cụm để điều chỉnh cái màn hình đa thông, màn hình giải trí. Còn cụm bên này sẽ điều chỉnh cái chức năng là đây là qua bài này, chế độ âm thanh. Còn cái khu bên trên này sẽ là phụ trách chức năng trong cái gói Toyota Safety Sense, giữ làn đường để báo tin va chạm. Rồi cái cụm này là để điều chỉnh cái màn hình đa thông tin bên trong này. Còn cái màn hình giải trí này rất là lớn, màn hình 9 inch, có kết nối Apple CarPlay không dây, Android Auto cũng là không dây. Còn phía bên dưới cái màn hình này là cụm điều hòa tự động hai vùng độc lập của dòng xe Toyota Altis. Phía bên dưới nữa thì sẽ thấy xe có trang bị là chế độ lái này, rồi số giả lập chống tắt chân, chống chân trượt này, phanh tay điện tử Auto Hold. Em thấy là cái chức năng này dùng rất là tiện. Còn phía bên đầu gối trái của người lái sẽ có là điều chỉnh độ cao thấp của đèn, cũng như là cái chế độ pha tự động. Như em sẽ hướng dẫn một chút đấy, em không tiện quay ở phía sau, thì đây là cái nút tắt của cái cửa gió điều hòa phía sau. Thì xe bản Altis 2023 này đã được trang bị cái cửa gió điều hòa phía sau. Cái riêng cái điều hòa của Toyota thì đã rất là mát rồi, từ trước đến nay tất cả dòng xe của điều hòa Toyota rất là hoạt động, rất là ổn định và hiệu suất rất là tốt. Tuy nhiên là xe này còn được trang bị thêm cái cửa gió điều hòa sau, đảm bảo về cái hiệu năng làm mát cho cái dòng xe này rất là lớn. Ngoài ra thì được trang bị cái gương tự động này, gương chống chói tự động phía trong xe. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8V, ngoại thất màu đen, nội thất màu đen pha với be.
Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề về xe, về nội thất, ngoại thất, về màu xe, giá xe, cũng như là trả góp hay là các thủ tục để lăn bánh xe, trả góp, thì có thể liên hệ giúp em qua cái số hotline ở trên màn hình. Em sẽ hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.